người quán bánh cuốn Song Mộc. Quán này được mọi người giới thiệu là quán bánh cuốn rất là ngon. Nó nằm ở con hẻm 107 vườn chuối nha mọi người. Mình cùng vào bên trong xem quán bánh cuốn đang ngon đến mức độ nào mà nhiều người truyền tay nhau đến vậy. Làm tay rất là nhanh nha mọi người. Quay được không? Không, con quay được. Cô làm nhanh quá, cô hỏi là mình có quay được không? Quay không được. Dạ. Cô làm chậm chậm từ đó. Dạ. Cô làm chậm nha. Dạ. Cô học cái nghề này bao lâu rồi cô? Cô không có học. Dạ. Mẹ chồng cô. Mẹ chồng cô. Mẹ chồng cô chỉ dạy hả? Ờ đúng rồi. Dạ. Cô cho con hỏi cái là cái quán mình rồi có tên là Thủy Mộc rất là hay với cô. Không biết Sông là Mộc hả? Sông Mộc á. Dạ. 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 Cái này là ổng nhà thầy giáo à, đặt tên là Sông Mộc. Dạ. Sông là đôi, đôi là hai cây. Sông là hai cây. Dạ. À. Rồi có mộc vậy đó. Rồi xưa thầy giáo đặt, giờ con bán chữ hết. Dạ. Thầy giáo này là nhiều chữ, đặt cái tên rất là hay luôn, văn thơ. Có ý nghĩa. Dạ. Người ta biết chữ thì nó có ý nghĩa, còn mình không biết chữ thì mình nói nó có gì đó không. Dạ. Sông Mộc. Như là cái quán này mình có ra đời bao nhiêu năm rồi cô ha? Năm tư mẹ tôi bắt vô á. Rồi, từ 1954 tới giờ cô. Sáu mấy năm rồi. Sáu mươi mấy năm rồi á. Yeah. Rồi cô thì, riêng cô thì cô làm được mấy năm rồi? Ba chục năm. Và từ lúc mẹ già rồi sao? Rồi cái truyền nghề lại cho mình rồi mày nghỉ. Này là mình làm sẵn, ví dụ như mình xíu nữa mình ăn mình hấp lại rồi cô, cho nóng nè. Cho nóng. Dạ. Giờ cô không cô cuốn nè. Dạ. Cô không cô làm rồi xong rồi nè. Dạ. Cái trời lạnh muốn chết rồi, thấy mình lạnh không? Dạ. Hôm nay trời Sài Gòn hay lạnh lạnh. Sáng là mình bảo bán tới lúc mấy giờ cô ha? Dạ. Rồi tới mấy giờ là mình nghỉ? 2 giờ. Dạ, trong cái bánh cuốn này mình có những cái gia vị gì cô ha? Thịt heo. Thịt heo. Có nấm nữa không con? Không. Không có nấm hả? Khác hẳn người ta. Dạ. Là có nấm hành, ta bỏ vô, có nấm hành. Dạ, đây mình có thịt heo không thôi con. Dạ. Với lại cô cho con hỏi nữa là sao mà cái bánh cuốn mình để nguyên một khối chả rất là bự đó con? Tại nhiều chỗ người ta sắc ra đó. Không, không nhỏ. Dạ đúng rồi. Dạ là xưa nay là để nguyên khối với luôn bự luôn hả con? Nhiều người ta biết ăn á thì con để nguyên con cắt thành đền á. Bắt đền nè. Bắt đền
Dạ. Dạ. Nay mình chỉ bán bánh cuốn thôi chứ không bán bánh ướt không con? Dạ. Yeah. Là cha mới làm nó không được ngon. Dạ. Yeah. Nhưng mà bánh ướt thì mình phải đợi. Trời ơi, sáng mai ông ơi. Sáng mau. Sáng dữ hai cái bánh nhiêu. Dạ. Yeah. Đây là bánh cô làm trước rồi. Dạ, yeah, hấp lại, nóng lại thôi. Dạ, yeah, hôm nay trời mưa lạnh quá trời. Dạ. Yeah. Thứ hai vắng mà cô làm còn liên tục mà. Ừ, làm vậy á. Chứ bình thường là đông lắm hả cô? Đông rồi một mình làm sao cho sẻ? 2 giờ mấy sáng hả cô? Tránh thủ. Dạ. Trời cô làm chậm á. Làm nhanh lắm. Dạ, bây giờ mình cũng có tuổi rồi đúng không? Đó. Cô làm phải có khách phải nhanh. Dạ. Giờ không có khách rồi làm chậm. Dạ. Đó mẹ cô tám mấy tuổi rồi là. Mấy cái gì? Mẹ tám mấy tuổi vẫn còn làm hả? Còn tròn tráng. Dạ cụ được nhiêu tuổi rồi con? Cụ mất rồi. Dạ. Giờ mình làm xong rồi mình có truyền nghề lại cho con nữa không? Ừ. Dạ. Cô già nữa là. Dạ, con gái nữa con trai cô? Trai. Trai. Hy vọng là anh cũng thích cái nghề này cô ha. Hy vọng thôi. Dạ. Siêng á chịu khó làm được. Dạ đúng rồi. Không làm biến, không chịu làm. Chứ con nghĩ mà thức dậy 2 giờ sáng thì nhiều người này. Dạ, người nào siêng thì mới làm được cái nghề này. Mình chính xác còn nói này. Làm biến cũng được. Dạ đúng rồi. 5-6 giờ dậy thì khỏi làm. 5-6 giờ dậy cũng làm gì nào tại khách có khách. Dạ. Nấu nước sôi cũng làm các thứ rồi làm sao có khách rồi như vậy thì đùm lum hết sao làm có được. Với lại cái nghề này mình bán đồ ăn sáng mà sáng 6 giờ người ta ăn. Chừng nào có làm có khách thì 8 giờ chắc 9 giờ cũng bán mà. 9 giờ bán. Cô ơi, cho con hỏi cái là có dây thoại về quán bánh ướt của cô là hai cô chủ chung chồng á là hai mẹ của cô hả cô? Hả? Hai cô chủ chung chồng á. Ôi đó mẹ lớn của dì cô chết rồi. À. Là con các cụ ngày xưa con cháu cha con chồng lo cháu giống như được vậy. Ngày xưa có tiền, con quan, con chức, con làm lớn không á, các cụ làm lớn không á. Lớn không á. Dạ. Nên là có hai bà vợ đúng không? Trời ơi, nó đọc chức bà. Mẹ cô không phải ngày xưa đâu, mẹ cô bán cần. Mẹ cô chỉ làm thôi, còn người ta kiếm tiền. Tiền, con mà lớn tiền, hiểu không? À, nghĩa là mẹ bán rồi bà lớn tính tiền, nên là giữ sổ sách tiền. Dạ, nên là người ta nói là hai bà chủ, nhưng mà thật ra là mẹ cô làm đúng không? Mẹ cô tráng bánh nè, ngồi tráng. Dạ, còn bà lớn thì ngồi thu tiền thôi. Thu tiền thôi, dạ. Thu tiền mới giữ thôi, để đi Mỹ mẹ cô mới được sống thả. Dạ. Bây giờ là khỏe rồi. Không, rồi sao cô về cô nghe được. Mẹ kêu kể của mẹ. 4 chả 2 không đi chung đem về mình ướt hết. Chắc phải là 4 chả 2 không đi chung đem về mình ướt hết nha. Mình ướt hết. 4 chả 2 không. 4 chả 2 không mình ướt. Đây bánh ướt rồi. Bánh ướt rồi nè. 4 chả 2 không là 6 dĩa. Có rất là nhiều khách tới ăn nha mọi người. Cô ơi cho con hỏi cô có hay tới đây ăn không cô? Khách quen ở đây. Khách quen ở đây hả cô? Cô ăn ở đây được bao lâu rồi cô ha? Dạ. Mà sao cô biết quán bánh cuốn trong hẻm? Dạ. Bánh ở đây ngon. Dạ. Đấy thì mình ăn ở đây mình thấy ngon đúng không? Nhưng mà cái lạ nhất là con thấy là ở đây có một cái khối, một cái cục chả rất là bự. Cái không phải quan trọng là cái cục chả bự mà cái quan trọng là cái
nhưng á. Dạ. Cái nhưng là không ở đâu xào bằng ở đây, xào dạ. Khô. Xào khô rất là ngon. Dạ. Đặc trưng của đây. Đây là hai cô khách hàng quen thuộc của quán ăn chia sẻ nha mọi người. Đây là dĩa bánh cuốn của mình nha mọi người. Ở những chỗ khác thì thường thì trộn chung một dĩa vào với nhau. Hôm nay là cô chủ tách ra thành hai dĩa. Đây có cục chả, chả bự khổng lồ luôn. Lần đầu tiên mình ăn ở quán bánh cuốn nè, có cục chả bự như thế này. Đây mình trộn rau vào nha mọi người. Ăn thêm như thế nào. Bánh mềm thịt nhân thịt cái bên trong rất là thơm. Chỉ có 4 cuốn thôi nha mọi người. Nhưng mà chất lượng rất là ngon. Cục chả khổng lồ. Chả thơm lắm mọi người. Một khối to nhưng mà ăn không có ngán. Rất ngon. Mọi người có dịp ghé vườn chuối thì ghé đường vườn chuối thì mọi người có dịp đi ngang ở đường vườn chuối vào buổi sáng thì ghé vào ăn bánh cuốn của quán nha. Bánh rất là ngon đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.